kinh doanh. Cầu Chúa Giêsu là đúng vậy. Hôm nay chúng con tiếp nhận một người vô tình vô ác biết. Bệnh nhân tên là Nguyễn Thị Liên. Đây là đi cùng đi với bệnh nhân có chủ tịch xã ấp Ba Trăm. Chúng con cầu xin Chúa là đúng vậy. Đón nhận người chị em này, cùng chữa lành cho người chị em. Xin Chúa thương gìn giữ và chúc lành cho người chị em này đã làm những lòng của con. Xin anh chị em trên cộng đồng mạng để cầu nguyện cho người chị em chúng tôi là người chị em mau được phát triển để họ trở về và cùng sự chồng con. Ngày hôm qua cha đã tiếp một ca bệnh là anh gì đó bị hen suyễn nha, thì cũng là bà chủ tịch này dẫn về, nhưng mà đúng lý ra hôm qua mình làm giấy được 2 ca, nhưng mà do cái ca cập là không có người nhà, thì đây là một cái kinh nghiệm cho tất cả các chủ tịch chủ phải nọ xã khi dẫn bệnh nhân về là phải có người thân. Vì nếu chủ tịch dẫn một người bệnh về thì cha không nhận, do bởi là người bệnh không có người thân thì không dám mạnh vậy, dù có bệnh gì diễn ra thì mình không có gánh nổi. Giống như sáng ta nói là câu sống không ai cầm cả, mà câu ngã thiếu gì cho người ra. Con đâu có biết rằng là bà chủ tịch dẫn vợ con đi đâu, giải thích cho con không có hiểu. Lúc này vợ con cũng đâu nói được nữa, cho nên con không nghe ai cả. Con chỉ muốn rằng làm sao cho vợ con được sống lại. Thấy vậy không? Mình thử ra đây không phải là cái khó, mà đây là về tính cách pháp lý. Đúng không? Về tính cách pháp lý chứ không phải là khó. Còn nếu cha khó là cha sẽ không chữa được. Đó mới gọi là khó. Còn cha chữa bệnh thì nó có đầy đủ pháp lý, thủ tục hành chính. Ở đâu cũng vậy nè. Bây giờ con sang các nước Âu Châu hay là Bắc Mỹ gì hay là Tây Phương gì đi trang như vậy, kể cả cũng nên bệnh viện lớn ở Sài Gòn mình cũng phải như vậy, chứ không có bao giờ người ta một mình con đi vô chữa bệnh mình phải chữa, một mình con đi vô chữa bệnh thì con đi mua thuốc ho uống được, còn đau bụng uống thì mua bán được, mà cái người bán thuốc nó cũng phải có bằng cấp. Mà từ từ sau này là cái người bán thuốc đó là cái người bán thuốc phải có bằng cấp, và người mua thuốc phải có giấy to bác sĩ, thấy vậy không, phải cầm cái to bác sĩ đi về tiệm mua thuốc, chứ không phải là con lợi con nói tôi được đó là đâu. Nếu mà phát hiện ra thì con mua được là chính quyền gần nhất người ta sẽ làm khó, có thể là ta giải thể cho bác sĩ hoặc là ta sẽ không cho con uống, bởi vì đây là cái sự sống quan trọng, sự sống quan trọng. Nói tới nó luôn thì để giải thích cho con rằng cha không có làm khó nha con, cha không làm khó vợ con, mà cha làm cái đúng pháp lý chứ không phải cho làm khó. Tiếp theo, trong quá trình cha trị bệnh thì nhất định là phải có một người thân nhất luôn, hoặc là người chồng, hoặc là một đứa con mà đủ vị thành niên, hoặc là cha mẹ ruột con thì cha mới chấp nhận. Còn nếu như một người bạn con nuôi ra thì người bạn con không đủ bản lĩnh để mà bảo vệ cho con, hoặc là chồng nuôi, hoặc là vợ nuôi, hoặc là cha mẹ ruột nuôi, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ chắc cũng không chịu luôn. Thả ra bà công nhận chỗ này không? Chứ không thôi là bà như tù trước cha à, chứ cha không đi đâu bà nghe. Mà ngược lại,
cha nói thêm cái này, trong quá trình con trị bệnh thì chừng nào cha trị không nổi nữa, cha trả con về thì con mới được về. Còn nếu con tự ý bỏ trốn hay là con xin về không lý do thì cái ca đó về rồi là bà chủ tịch này không được dẫn ai trong xã gì nữa. Như giờ bà có quỳ lại cha, cha có làm được. Bởi vì ở đây cha chữa bệnh này nhằm để cho hết bệnh và sửa đổi con người nó tốt hơn. Chứ không phải là ở đây giống như bệnh viện không? Ở đây là cái nơi chữa bệnh, không phải là bệnh viện. Không phải là nơi ai muốn ra là ra, muốn vào vào. Ở đây chữa bệnh là chữa bệnh bằng niềm tin, chữa bệnh bằng khoa học và chữa bệnh bằng yêu thương và cho khóc. Chứ không phải chữa bệnh cho con mà lấy tiền, cân đo đong đếm bằng tiền thì ở đây không có. Ở đây chỉ chữa bệnh là chữa bằng cái tâm thần, chữa cho con hết bệnh rồi con về. Vậy nửa đường con bỏ trốn, con nào ngủ thì nguyên cái xã của con không ai được tới nữa, vĩnh viễn luôn cha. Dù bây giờ là có đứng ngoài cổng mà cái người lại cho con cũng được, mà làm quá thì kêu con ăn cầm mấy kiểu à. Vì ở đây cũng chứa những con người đó đứng ngoài cửa mà biểu tình là công an xử, con hiểu không? Vậy bà con hiểu chỗ này nha. Mà cha làm như thế là đó là niềm vui cho bạn. Chứ bây giờ cha nhận một con bệnh, một ca bệnh nhân, cha chữa chừng 2 tháng rồi mới nổi bỏ gì, đâu có công anh xúc tép nuôi cò được, hiểu không? Chữa là phải chữa cho hết, chừng nào cha cho phép về thì ký giấy cho về là về. Quyết hay quyết không chẳng biết mà vô cha nói chứ. Còn nếu con đào ngủ mà con bỏ trốn mà con về không lý do, cha không cho là diễn diễn người thứ hai cũng được tới đại công xã. Dù chủ tịch xã vẫn thứ hai cha cũng đuổi về luôn. Dù cha xứ ở trong xã nó cha cũng đuổi về luôn. Chứ cha không đây là nguyên tắc cha đưa ra mà. Nếu cha nói như vậy thì cha là người độc quyền, không độc quyền. Tại sao cha không độc quyền? Cái bệnh của con nó làm cho con phải độc quyền với cha. Ở đây cái bệnh của con nó làm cho con phải độc quyền, là con muốn hết bệnh con phải làm như thế, chứ không phải là cha độc quyền. Cha hoàn toàn không độc quyền, vì cha nó cũng muốn chữa cha. Mà con đến đây con xin cha chữa là cái bệnh của con nó làm nó nhốt con như vậy đó, chứ không phải cha nhốt. Mà nếu con chấp nhận cái nhốt đó thì con mới hết bệnh. Chứ còn bây giờ con chữa bệnh mà con muốn sẽ ý con không mà không ai chữa hết. Kể cả bệnh viện con cũng chữa luôn, con chữa được. Rồi bây giờ con đi chữa bệnh mà con không có ai đi lo lắng cho con, rồi ai dám chữa? Đến đời này đâu có ai dám chữa. Ngày hôm qua ta nhận một ca bệnh, kế ca này thì ta đã hết tất cả những nguyên tắc rồi. Thì bà chủ tịch này, con thì hiểu hết rồi. Bữa nay cha nói gì đạo lý thôi, chứ cha không nói gì cái cách con bệnh nữa. Con hiểu được cái lý do con bệnh rồi. Thì cái nguyên tắc ở đây là cặt cái phát đồ là cha đuổi ngay. Mà hãy cha đã đuổi rồi thì cái xã nó tuyệt đối người ta đó. Cha nói trước đây bà chủ tịch sau này dẫn xuống rồi dẫn về đi. Do cái bệnh nó đưa ra chứ không phải cha đưa.
giống như là bây giờ con xây một cái nhà lầu 10 tầng thì tự động cái nhà lầu nó đòi cái dàn giáo đó, chứ nếu mà đặt cái dàn giáo đó là lên xây thế chứ, phải không con? Nếu mà con xây cái nhà lầu 1 tầng thì cái nhà lầu nó bản thân nhà lầu nó đòi cái dàn giáo nhỏ, đúng không nè? Con không cần làm dàn giáo nguyên luôn, chỉ có 1 tầng này. Còn nếu con làm nhà lầu 10 tầng thì tự động bản thân cái nhà lầu nó đòi một cái dàn giáo nguyên môn, đúng vậy không thầy? Phải không nè? Chính xác không? Chứ đâu phải là cái ông thầu đưa ra. Cái nhà lầu tự bản thân cái nhà lầu nó đòi cái dàn giáo lớn vậy đó. Thì cái quy chế này không phải cha đưa ra mà tự cái bệnh nan y nó đòi quy chế này, chứ không phải là cha ra quy chế này. Nhưng mà cũng may mắn thay là cha hiểu cái bệnh này nó đòi quy chế này. Chứ nếu mà cái bệnh này mà không có quy chế này là bệnh không hết. Nhà lầu 10 tầng mà không có cái dàn giáo này là sẽ không làm thành công. Mà cái dàn giáo này là do cái nhà lầu 10 tầng ở đầu, chứ không phải do ông thầu đâu. Phải không? Vậy cái bệnh của con là do cái bệnh đó nó đòi quy chế này, chứ không phải là cha đâu. Cha cần gì cái bà này xuống đây, bà lo bà làm gì cái xã bà đi. Đúng nè. Chứ cha với bà đâu quen biết. Mà giờ bả xuống đây cha để làm chi, tội nghiệp bả mất giờ, mất giấc của bả này đủ thứ chuyện rồi, tội nghiệp bả này kia. Cha đâu cần bả xuống. Nhưng mà nếu bả không xuống thì cha không chữa được. Mà cái bệnh đó đòi vậy đó con, chứ không phải cha đâu, con hiểu rồi gì. Cái nhà lầu 10 tầng thì nó đòi cái dàn giáo vậy đó. Bây giờ con đưa dàn giáo mỏng mỏng lên là lên nó sập chất vẹt. Để hiểu là hiểu chỗ này nha. Hiểu chỗ là cái bệnh nó đòi quy chế chứ không phải là cha đâu. Cái bệnh nó độc quyền, cái nói cha độc quyền. Rõ ràng cha không có độc quyền nha. Nhưng mà cái bệnh nó độc quyền. Mấy đứa em cũng hiểu cho cha. Cái người đang nghiên cứu ra về cái thành phần. Cùng cái thành phần của cái bảo cốt. Và cùng cái thành phần của cái cơ thể và cái liều thể của mình. Thành ra cha nghiên cứu này cũng vậy. Người đã đọc hiện là từ mấy năm rồi. Thì như vậy, để mà có một cái kết quả chuẩn nghi ở phòng thí nghiệm về vaccine chữa các loại nan y thì không phải một ngày một bữa mà có. Các nhà khoa học trên thế giới người ta đã nghiên cứu coi như là mòn ghế phải ngồi trên ghế, mòn cái ghế rồi, mòn cái mông người ta rồi, mà hiện tại thế giới vẫn không chữa được ung thư, vẫn không tìm ra được một cái vaccine chữa. Vậy thì con nghĩ người ta mòn người đích thì cha không mòn sao? Phải không nè? Người ta thức đêm để nghiên cứu là cha ngủ thì cha nghiên cứu được à? Cha ngủ cho ra được cái vaccine này sao? Vậy thì con không giỡn được cái nguyên tắc này. Nếu con muốn hết được, con phải đi theo nguyên tắc. Cha không muốn nói về cái chuyện mà cha nghiên cứu ra loại vaccine này. Nó con lắm. Từ từ trên mạng nó nghe nó sẽ hiểu, hoặc là cha chữa bệnh nó sẽ biết. Cái vấn đề ở đây là không phải là cha nói mà người ta nghe. Vấn đề cha chữa hết bệnh người ta sẽ nghe. Tự động người ta sẽ nghe. Cây cỏ mang hạt giống, đó là thức ăn nano nha. Là thức ăn nano. Vì cơ thể con người chỉ dung nạp được thức ăn đó, chứ không dung nạp được những thức ăn khác. Đó là những cái mà cha nói quá nhiều. Từ bao nhiêu năm trời cha sống. Cha năm nay 42 tuổi rồi. Cha nói có nghiên cứu, cha nói có cân đo trong biết. Mỗi lần cha nói cái gì là cha cân đo trong biết sát sườn. Vì cha sợ lần sau lời nói cha nó lưỡng cục. Đúng nè. Không phải cha muốn nói gì là cha nói cái gì là nghiên cứu, có khoa học, có niềm tin. Câu vào đó hết rồi cha mới phát ngôn. Vì cha cũng không phải là một người là đi ngoài hành tinh này. Không phải là một người sống ngoài vũ trụ này. Cha trong vũ trụ này thì cha trong pháp luật của Việt Nam thì cha tặc nó vẫn bớt cha như thường. Hả nè, cha không phải là một vị vua của nước Việt Nam mà cha muốn nói gì cha nói. Cha nói phải có cân đo đong đếm, có khoa học, có kinh thánh, phải nghiên cứu đâu đó đàng hoàng rồi cha mới nói. Vì thế cha nói cái bệnh của con là nó đòi các đồ đó chứ không phải là cha đâu. Thì cha nhắc lại với con một lần nữa, cái bệnh của con, cha nhận bệnh. Thì khi nào cha chạy bệnh
thì con mới được về. Còn nếu cha không chạy bệnh thì con phải ở chữa. Mà nếu con bỏ trốn như 25 ca vừa qua là vĩnh viễn cái xã đó không được tới đây, hoặc là cái họ đạo không được tới đây, hoặc là cái nhà chùa đó không được dẫn người bệnh đấy. Cha không có chấp nhận chuyện mà mua trâu vẽ bóng hay là cưỡi ngựa xem qua. Ví dụ như bây giờ con nghiên cứu ra được một cái công trình gì đó, người ta lại người ta vừa tham khảo, con không chấp nhận. Anh tham khảo anh phải học hỏi được cái gì đây, hoặc là anh phải có kết quả gì cho anh thì tôi mới cho anh đến thăm. Còn anh đến anh dòm cưỡi ngựa sang qua rồi anh đi về, tôi không chấp nhận. Vậy thì cái công trình nghiên cứu của cha ra một cái vaccine để chữa trị các loại nan y thì cha không cho ép ai mà đến đây cưỡi ngựa sang qua chữa thử cho hết rồi hết thôi, cha không cho ép. Mà nếu anh đã sai cái lời đó rồi thì vĩnh viễn là cái nơi đó không được trả lời. Cha nói trước là đặng lòng trước mất lòng sau nha. Còn riêng về con, cha nói nè, ngày xưa vợ con khỏe, nó lo lắng cho con, cha lo cao cấp nhất là nó đẻ con. Đó là nó đã thương con ấy mất, là nó cho con có một hình ảnh, copy ra cho con một hình ảnh mới là một đứa con hoặc là hai đứa con. Ngày hôm nay vợ con bệnh thì người duy nhất phải lo là con. Chứ con không có nói rằng tôi còn làm xí nghiệp công ty được cái dạng, cái đó là con không phải thu nhận. Cha nói con đồng ý. Ngày hôm qua con thương vợ con, cái gì con cũng bỏ được, kể cả cha mẹ ruột mình cũng bỏ được mà. Tại sao ngày hôm nay vợ mình bệnh mà cái công việc mình cũng bỏ được? Đó là con thương vợ con chỗ nào, nói cha nghe. Phải không? Ngày mà trai gái lớn lên bắt tay nhau thương nhau, em ơi, ai giờ mà ba mẹ anh là không chọn em, anh cũng bỏ ra mẹ anh chọn em. Con có nói vậy mà. À, anh ơi, bây giờ là em thương anh rồi, bây giờ cha mẹ em không chịu anh, em cũng bỏ hết anh đi. Ngài nói sao mình thề non hẹn biển, mình nói được tất cả, kể cả người đẻ mình còn mát luôn. Còn giờ vợ mình nó bệnh, mình bắt nó, mình đó không phải là người chồng. Thấy không? Giờ đó không phải là hảo ấy, đó không phải là nam hiệp. Đối với cha, người đàn ông đó không có giá trị, không phải là hảo hán, không phải là nam. Mà khi vợ mình bệnh rồi là mình phải bệnh hay đó. Tục ngữ ra nhau vậy nha, có câu là một con ngựa đau. À, con hiểu gì chứ, nó hiểu không? Nó hiểu lắm mà hôm nay có mặt. Thấy không? Cho giờ thấy là cho thấy là có vấn đề. Tóm lại thì bắt đầu từ hôm nay nó đi chứng minh cho cha con, đúng không? À, nhưng mà cái buổi ban đầu đó là miếng trầu là đầu câu chuyện, mà cái miếng trầu không có rồi thì khúc sau lũng củng này. Bởi vì trước khi ai đi gặp cha, trước khi gặp cha là cân đo đong đếm từ sát sườn đi rồi hãy gặp cha. Còn nếu mà gặp cha mà cân đo đong đếm được rồi là trở về, cha nhất định cha không chữa. À, vì cha chữa bệnh đó là cha không phải chữa bệnh bằng khoa học không, mà chữa bằng tình thương đó. Sau khi vợ mình hết bệnh rồi, chồng mình hết bệnh rồi thì mình phải thương nhau nhiều hơn. Đó là điều cho nó muốn. Mình phải sống tốt nhiều hơn, giúp đời, giúp xã hội. Rồi ngược lại con nó có rồi. Bản thân con bây giờ với cái giấy này, với cái bệnh án này thì bây giờ con có đi nước nào nó cũng chạy bệnh đó. Chứ con đừng mong mỏi rằng con đi nước khác nó nhận bệnh đó. Nói tóm lại là cái bệnh con bây giờ là chỉ có vô hóa chất để khống chế nó thôi, chứ không có một cái loại vaccine để chữa bệnh, không có một loại thuốc đặc trị cho con hết bệnh. Vậy thì bây giờ con chỉ còn một đường cuối cùng là tại đây. Bây giờ nơi này, một là sẽ làm cho con vinh quang, hai là cứu ông nổi là con sẽ chết. Con chỉ còn một cửa đi, con có hiểu được chỗ này chưa? Con hiểu được chỗ này. Và nơi này nó may mắn cho con chỗ là một là sẽ chữa bệnh hết, sẽ chữa cho con hết bệnh mà không phải tốn một xu. Đó là cái may mắn trong cuộc đời của con. Mà nếu nơi này mà chữa cho con chết rồi thì con hãy mãn nguyện mà đi, con đừng buồn. Thế không? Vì trên thế giới này chưa có chỗ nào chữa cho con. Đó là cha nói một cách công khai trước bàn dân thiên hạ, nói trên cộng đồng thế giới. Thế giới nào không ai chữa cho con được hết. Cho đến ngày hôm nay chỉ còn chỗ này để cứu con. Mà nếu cứu con sống lại, con không tốt một xu.
mà nếu cứu con không sống nữa thì con vui vẻ mà con chết, con chịu không? Và con cũng đã mãn nguyện cái trách nhiệm làm chồng. Tôi đưa em đến một cái nơi mà coi như thế giới chưa có mà, tôi đã đưa em tới đó rồi, em hãy bình an ra đi đi, chờ tôi đi xét, hãy vui vẻ cho vợ mình chết, chứ không trách thì ai, con hiểu không? Đó là điều cha muốn nói với tụi con ngày hôm nay. Còn cha đã nói cái bệnh ngày hôm qua hết rồi, hôm nay cha muốn nói cái đạo lý đó. Cái đạo lý này tụi con phải hiểu á. Ừ. Vậy thì trên thế giới là chưa có chỗ nào cứu con còn chỗ này. Vậy chỗ này nếu mà cứu không được con rồi, con hãy vui vẻ mà đi chết. Còn con hãy vui vẻ mà nói với vợ con, em ơi anh đã tròn bổn phận với em, đúng không này? Con thấy vậy cha nói vậy đúng không? Nói ra là đúng, không có thể sai được. Nói ra là có đạo lý liền. Thì nhìn thấy mặt mũi hình thù cha không có đạo lý, nhưng mà cha nói có đạo lý. Vậy cha nói như vậy thì để con hiểu rằng nơi này chỉ còn một nơi để cứu sống con, mà nơi này cứu sống khả quan lắm con. À, con chỉ cần nghe lời cha và ban diễn cảnh rồi thì chuyện chết con khó lắm. Cái niềm tin đầu tiên là con phải nghe lời ban diễn cảnh, sau đó thiên liên có cách để ủng hộ con, rồi thuốc men nhồi vô nha. Nó là như vậy. Bằng chứng là hôm qua đem một cái anh chàng bệnh xỉn về ở nhà ngủ lên được, uống mấy liều thuốc người hơn là ngủ yên, đâu có vào đó hết rồi con. Ừ, anh biết anh hết chết rồi, không? Anh biết cái chết khó làm cho ảnh, khó kéo ảnh, mà anh biết rằng anh sẽ sống, nhưng mà con biết rằng đứt tay cũng phải chờ cái nửa tháng nữa hết mà, còn nhiều ung thư mà con đòi nhà máy hết, liền ai chữa nổi? Thần tiên cứu con đấy chứ ai mà cứu nổi? Ở đây cha là người phàm xác thịt mà, cha đâu phải thần tiên đâu, mà nếu cha thần tiên cha đâu ở đây. Thế giới thì gốm thấy mẹ ai ở, ăn động vật không giờ thấy chạy không thôi. Cha nhìn thấy con động vật, cha nhìn thấy con cọp, con beo, con mèo, con sư tử, nó xé con động, con trâu nó ăn thịt, nó ăn thịt sống. Rồi cha nhìn lại, cha thấy người ta đang xé thịt con trâu ăn, thấy gốm quá lại muốn sợ quá lại sợ. Y chang nhau vậy. Mình khác với nó là mình ăn thịt sao chín, nó ăn thịt sống. Nhưng mà đại đa số giờ người ta khoái thịt sống. Cha nói không khác nhau gì trên đâu. Bởi vì cha nói nếu mà cha thành tiên là cha không ở xứ này, cha đi. Vì cha là phàm nhân, cha là xác thịt, cha là một con người, cha phải ráng ở đây. Chứ cha sợ dữ lắm rồi. Cha sợ dữ lắm, sợ cha thấy con ngồi cắn cục thịt ăn là cha chạy không, không dám vô. Từ nay trở đi, con đừng bao giờ ăn động vật, con hãy tha thứ cho nó. Vì nó có sự sống của nó, con. Nó có đường đi của nó. Xưa nay con không ăn, con ăn nó là bởi vì con không hiểu. Còn bây giờ con hiểu rồi, con đừng ăn người anh em. Nó cần mạng sống lắm. Ông bà già xưa nói là con chó còn muốn sống ăn, ăn cứt. Thế nè, tại sao mình ăn thịt nó? Đó, bây giờ con quay lại con nhìn chó nằm nè. Nó có sự sống. Mà giờ con muốn nó chết, cắt cổ ăn thịt nó. Có phải là con ác độc với nó? Mà con ăn, nó đâu phải là thức ăn của con. Tự cha má mình đẻ ra cho mình ăn cái đó rồi mình quen mình ăn luôn. Rồi giờ mình bệnh ai cứu mình đấy? Nếu cha không phải là người nghiên cứu ra được cái đường đi này, ai cứu đây? Mấy chục ca ung thư sáng ngày con giờ thấy mà. Bà chủ tịch thì nhìn thấy rõ ràng trong mắt ra. Mấy chục ca đang chuẩn bị trở về sự sống bình thường, mà nếu không có cha là chết sạch. Mà đâu phải cha trị không có người chết ở đây. Ở đây vẫn có người chết như thường. Nhưng mà chết là bởi vì mày đem về cho cha là nó trễ quá, nó trễ mùi hết. Không còn hơi thở mà hỏi chứ. Cha mới nói là thằng tiên cứu con nổi đừng nói tới cha. Toàn bộ là ung thư đem về cha là nó dự báo là một tháng chết, ba tháng chết. Cái đó là cái mà đúng là thiệt. Cha là khùng chứ mới khôn đâu. Cha đúng là người khùng. Hỏi chứ nó đang sát về, nó nói ba tháng nữa chết. Mà anh không cho đi lãnh xác chết vậy đó, con nghĩ cha khùng hay không? Bệnh nhân 16 chỗ xuống nữa mà không biết ai. Chị Năm ra coi. Con thấy như vậy đó. Mà nếu mà cha cho tự do cái chỗ này chỗ đâu trước không?
trên thế giới này không ai chữa ung thư đâu, giờ cho đo tự do là cho thành khô cá lạc luôn rồi, thức đi sáng đêm thành khô cá hô. Những điều cha nói ngắn con phải hiểu nhiều nghe con, nói ít con phải hiểu nhiều nha. Tụi con lớn hết rồi, tụi con có trình độ mà, tụi con có kiến thức mà. Cha coi tụi con như là một đứa con của cha, chứ không phải cha coi tụi con là người ngoài đâu. Nếu cha coi tụi con là người ngoài, cha không ngồi như đây với tụi con nha. Vì cha coi con như là một đứa con, cha mới ngồi đây, cha mới dạy cho con, cha mới băng bó vết thương cho con, cha mới chữa lành cho con, cha mới dành lại sự sống cho con. Nếu con không phải là con của cha thì dẹp liền hết. Con hiểu không? Mà hiện tại giữa con với cha không có quen biết gì. Có khi cha làm vậy con người chửi cha. Nhưng mà bây giờ ngang qua cái bệnh này, ngang qua một con cha như vậy, thì sau khi con bệnh rồi, con hãy nhớ là người thứ cha tốt với con đó. Kể hiểu không con? Cái ơn tái sinh của người ta với con lớn đó, ta có thể đẻ con lại một lần nữa mà. Con hiểu không? Vậy sau khi con hết bệnh rồi, con hãy thương mọi người giống như cha vậy, giống như cha vậy. Cha đâu có biết con, mà con đến với cha, cha nói chuyện rất là ngọt ngào, cha bảo vệ cái bệnh cho con, cha bảo vệ pháp lý cho con, cha làm đủ kiểu. Cha làm sao cha để cho con sống thôi, cha không muốn con chết. Mà nếu con chết, con phải con đi đâu thì con chết được, còn con về đây cha sẽ bảo vệ tới cùng, cha không muốn con chết, cha phải muốn con sống. Mà nếu cha nói là nếu con có chết con hãy vui đi, vì cha đã làm hết cách cho con sống rồi. Mà nếu con còn sống không được nữa, con hãy hãnh diện mà chết. Cha cứu tao tới cùng mà tao không sống được nữa là thôi tao vui vẻ tao nhắm mắt. Hiểu không con? Con hãy hiểu thiệt lòng đi con. Đó là cha là như vậy. Tuy cha không quen với con, cha không có bạn con với con, cha không thân thuộc với con, nhưng mà ngày hôm nay con đến được cái nơi này rồi thì cha con là một đứa con. Cha sẽ nâng niu con tới cùng. Nếu con có chết, cha buồn hơn con. Vợ con nó chết, cha buồn hơn là con là chồng. Bởi vì cái mạng sống ở trong tay cha mà cha không cứu được, cha buồn hơn là con. Còn riêng con không buồn là bởi vì con đâu có khả năng cứu nó, cho nên nó chết con không buồn. Còn cha mới là người đáng buồn. Cha cứu không được con, cha mới là người buồn. Thế giới này con chết không ai buồn, nhưng mà cha buồn. Khi con về đến đây mà cha cứu không được con thì cha mới là người buồn, cha mẹ con không buồn, con cái con không buồn, chồng con không buồn. Bởi vì họ nói rằng đây không phải trách nhiệm của họ, họ cứu không được là không phải không, mà cha buồn. Vì thế cha cứu không được con, cha buồn hơn là con buồn. Nha, con phải hiểu ngay chỗ đó. Vì thế cha mới khó khăn với con, cha mới cẩn thận như vậy. Mọi cái ngóc ngách cha đều ba rê cho con hết. Cha cẩn thận, cha ém từng lỗ mọi hết, để con không bị sụp cái hầm nặng hết. Ngày mai này con hết bệnh rồi, con hãy thương mọi người nhé, giống như cha thương con vậy. Giống như cha không biết con là ai mà cha thương con. Thì ngày mai này con khỏe lên rồi, con hết bệnh rồi, thì con phải thương mọi người giống như cha thương con vậy nha. Con đừng bao giờ coi thường người khác, hay đừng bao giờ xua đuổi ra, nhưng hãy đúng pháp lý để con thương nghe con. Nó là như vậy. Con phải nghe lời cha để con được mạnh khỏe nha. Còn cái chuyện làm giấy làm tờ hôm qua biết hết rồi, thì hôm nay mình cứ làm theo luật đi nha. Thì cha nói cái đạo lý cho nghe vậy thôi. Còn về phía chữa bệnh thì cha nói cho con nghe, con đã về tới đây rồi, con muốn chết con muốn dễ đâu nha. Cha là một người chăn chiên, thì cha phải chết trước con chiên. Bất kỳ con sói nào đến cắn cổ con là nó phải cắn được cha, con hiểu không? Tử thần mà nó đến nó dắt con đi là nó phải dắt được cha rồi nó mới dắt con. Con nghĩ dễ dắt con không? Bây giờ con vô đây rồi nè, đứa nào mà nó lại nó làm khó con là nó phải làm khó cha. Con vừa về tới đây là cha cấp cho con một thẻ bài nè. Con nghĩ ai được làm khó con? Bà thấy cái thẻ bài chưa? Con cầm cái thẻ bài này đi, xứ này ai dám làm khó con? Mà nếu nó làm khó con, nó phải làm khó cha. Cha không có cho phép ai làm khó con hết. Ngày mai này con hết bệnh, con phải sống như vậy đó nha. Con phải sống như vậy đấy con, thì mình mới thành tựu trong cuộc sống này. Cuộc sống mình mới được tốt đẹp, vinh quang nha. Vậy thì con khám bệnh này, con có hai hồ sơ. Hồ sơ ký vào để khám bệnh không lấy tờ, không trả tiền. Khám rồi hết bệnh về, không ai được đòi tiền con. Hồ sơ là ký vào để khi khám bệnh mà có chết chóc
có trở ngại gì, không được thương các cha ở đây. Nha. Những người ở đây là ta không có coi con là người ngoài, ta coi con là một đứa con. Thật lòng cha là như vậy. Và cha biết cha không cho con cãi cha gì, cái điều con cãi cha không đúng. Con cãi cha là con đi đến sự chết, cho nên cha không cho phép con cãi. Giống như là bây giờ con đẻ con ra, mà bây giờ là nó đòi đi xuống sông mà bơi lội thôi, nó đâu biết bơi lội là chết, mà con không cho nó buồn. Nhưng mà nó đâu hiểu bơi lội là chết, con cấm nó buồn. Nó nói con ác tâm với nó, con không thương nó. Nó nhỏ nó không hiểu được, thì nó buồn con kệ nó. Sau này nó lớn lên nó sẽ hiểu được con. À, mẹ không cho mình khám là bởi vì mẹ không cho mình bơi lội là bởi vì mẹ sợ mình chết. Giống như ngày hôm nay cha không cho con cãi cha. Con cãi cha là cha biết con cãi cha là con chết. Vậy thì cha đã biết con cãi cha là con chết mà cha cho con cãi thì cha có còn là cha nữa không? Cha phải cấm con tới cùng. Cha cấm không được, con chết thì cha không buồn. Còn bây giờ cha cấm con đủ thứ mà con nghe lời cha, con chết cha buồn không? Phải không? Con nghe lời cha đủ mọi thứ đó. Mà giờ con nghĩ một đứa con nó dâng lời mình mà nó chết mình vui hay mình buồn? Phải không con? Vậy nghe con. Rồi bây giờ con ký tên vô đây nha. Bà chủ tịch đã nghe rõ hết rồi phải không? Lấy thêm miếng giấy kia cho bà nữa. Bởi vì bà về rồi, nhiều khi nhà nước hỏi bà lủng củng tội nghiệp bà. Người ta lớn tuổi rồi, người ta làm gì từ thiện mà. Mình không để người ta gặp khó. Tới bà chủ tịch ký luôn, con ký rồi tới bà chủ tịch ký. Cố gắng mọi người hãy cố gắng mà yêu thương nhau. Cha không có sống lâu để cứu người đâu nhé. Cha có đường đi của cha, Chúa của cha đang chờ cha mà. Biết đâu ngày mai là cha nhắm mắt xuôi tay thôi. Cha thấy mọi người ăn động vật cha sợ dữ lắm rồi, cha nhắm dòm ai thôi. Mà cha dạy biết bao nhiêu rồi, có ai chịu nghe cha đâu. Cha dạy dỗ từng lời nói, cha nói khô nước miếng của cha, đâu phải cha không nói đâu. Mà cha dạy biết rồi đuổi cha đi luôn. Rồi bây giờ là kêu cha chữa bệnh, dạy hết sức dạy mà không nghe, tới chừng bệnh rồi bây giờ mới kêu ngược trở lại chữa, làm sao? Khi mình hết bệnh rồi mình phải có lòng thương xót. Thương xót từ cây cỏ cho đến động vật cho đến con người. Chứ không phải là mình muốn cắt cổ mổ họng con động vật lúc nào mình cắt. Nó không, mình không được phép làm chuyện đó với nó. Mà chỉ có trời mới được làm trên đó. Chứ mình không có được quyền làm. Nên phải chi mà ngày xưa mà nghe cha nói như vậy thì đâu có chết. Tức cái mình gì đâu. Cả chục năm qua cha dạy biết bao nhiêu lần gì vậy, không ai chịu nghe đâu. Rồi bây giờ là đổ bể ra rồi, đầu đứa nào cũng than khóc hết, khổ sở vô cùng. Con mong rằng mọi người phải hiểu những điều cha nói để mà tồn tại thôi. Để tồn tại trong cuộc sống này một vài năm nữa, để sống, để nuôi dạy con cháu. Chứ còn nếu không cha thấy tình hình này chết sạch. Không có người nào sống nổi qua cái ung thư này hết. Mà hơi ung thư rồi là tiền mất tật mang. Một mũi thuốc xạ trị bây giờ là vài chục triệu.
mà xả đâu phải một mũ, năm mười mũ mà xả xong rồi đâu phải sống chết, có phải là con đền nợ máu cho hết đồng xu cuối cùng mà đến với cha rồi sau một cơn bệnh tốn 10 kg gạo thôi, chỉ có 10 kg gạo nấu cháo ăn thôi, tôi nhân hùng tốn mấy ký gạo, thấy không? Mà đây là một cái vaccine mà cho tiền không phải là đơn giản, khó lắm nên con. Bởi vì cha có những cái nguyên tắc của cha mà người đời không hiểu, người ta nói cha khó, cha bác cho biết cái cách cứu người của cha mà cứu như thế nào để sống chứ đâu có đơn giản mà cho con tự do là không sống được. Cứ nói cha khó đi rồi đi chết nha, còn nếu cứ nói theo cha đi rồi mới hy vọng được sống vậy đó. Biết bao nhiêu người trên thế giới này cứ dẫn nhau đi chết thôi, chết chùm chết chung, xuống chùm xuống chung, xuống là xuống địa ngục đó. Nhà của người ta là chết bùm, còn mình là chết chùm chết chung, rồi chết xong rồi xuống chung rồi xuống địa ngục, xuống chùm rồi xuống chung luôn. Rồi trên thần gian thì dắt nhau đi chết, chết chùm chết chung, xuống chùm xuống chung. Rồi, đây là cha đã ký xong bộ hồ sơ này nha. Con cứ theo vậy mà làm nha con. Chúc con mau mắn lành bệnh nha. Rồi sau khi con lành bệnh rồi, con hãy tỏ lòng thương xót trên mọi người, trên vũ trụ và giải trận nha. Con phải ráng nuôi vợ con, đừng có lo lắng nữa. Mình còn đôi tay làm nên tương lai, biết đâu sau này chúng ta sẽ vào ngồi ôn nghỉ giảng chỗ này cha dạy. Anh mới nuôi em sống đi. Ngồi ôn dĩ giảng thấy càng gần, con hiểu không? Để dạy con đủ kiểu tự đạo đến đời rồi đó. Đây là cái giấy họ chữ thập đỏ ký để bảo lãnh cho con, cha và các bác sĩ ký để bảo lãnh cho con, để gửi cái giấy này về cho xã gì? Xã Tân Lập. Giữ trong mình của chữ thập đỏ. Ngày mai này chủ tịch chữ thập đỏ, chủ tịch xã Tân Biên mà có hỏi bà thì chiếu giấy này ra, cha đã ký xác nhận rồi, tôi đã dẫn con của mình, con dân của mình đến cha, cha ký xác nhận cho tôi đây, đây giấy cam kết khám bệnh đây, tại phòng khám tọa lạc địa chỉ nào đó nha. Rồi điện này vô cho bạn rồi vậy nghe, những điều cha đã nói là cha nói hết rồi nha. Thôi đứng lên đọc kinh. Cha và con và thánh thần sáng danh đức Chúa Cha. Và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng chúng con kể từ danh Chúa nhân từ cho các anh ngồi được lên chỗ nghỉ ngơi sáng mai vui vẻ vô cùng. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã nghe lời chúng con tâm sự, Chúa đã ngồi xung quanh chúng con để nghe chúng con tâm sự. Chúng con cảm ơn tất cả mọi người trên cộng đồng mạng đã nghe chúng con tâm sự về đạo đời. Xin cộng đồng mạng hãy cầu nguyện tiếp tục cho người chị em của chúng con để họ mau lành bệnh, họ được trở về sum họp với gia đình. Đó là ước nguyện của chúng con trên cộng đồng mạng. Ước nguyện của con về Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời chúc lành cho người chị em của chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi cha chào và chúc tập nha. Con muốn hỏi ý kiến gì có hai thầy nhé. Rồi bây giờ đi theo hai thầy có lịch.